Rồi một thông báo save game các bạn ạ. Ở đây sẽ là start. Các bạn có thể vào đó là create một cái nhân vật mới khi mà chơi cái tựa game Jump Force này. Mình sẽ create new nhá. Và trong cái nhân vật thì các bạn có thể thiết kế nhân vật nam và nhân vật nữ nhá. Mình thì sẽ chọn nhân vật nữ cho nó. Ở đây thì có tệp. Kiểu thiết kế sẵn đó các bạn. Mình chọn tệp A nhá. Rồi, phần body các bạn có thể điều chỉnh một vài thông số như là chiều cao à. Nhưng lùn tí nhỉ. Xong đến phần body tệp. Mình sẽ cho nhỏ hết cơ luôn. Vì kiểu nhân vật nữ các bạn. Còn tiếp theo sẽ là phần màu sắc, màu da. Thì các bạn thì chọn màu nào cũng được nhá. Các bạn thích thì có thể chọn cả màu của bên phía hành tinh Namek nhá. Màu xanh. Mình sẽ để màu trắng ra thôi. Sau đó để ấn ESC ta để hoàn thành. Và sang phần tiếp theo. Kiểu tóc các thứ à. Về nhân vật nữ thì nó có rất nhiều kiểu tóc khác nhau các bạn ạ. Trông rất là đẹp luôn nào. Wait what? Có rất nhiều kiểu. Kiểu nào nhìn cũng hợp với cả cái khuôn mặt của nhân vật nữ rồi các bạn ạ. Kiểu này kiểu của Android à. Nhưng mình không thích kiểu này đâu. Đấy, nhân vật của ai nhỉ? Của Tenten à? Chủ đầu Tenten. Tenten bên phía Dragon Ball đấy các bạn. Kiểu này thì nhìn nó lại chững chạc quá nhỉ. Kiểu đầu này là của Boy Hancock đúng không ta? Kiểu này là quái, nó phát. Ê, cái này nhìn hấp dẫn nha. Ừ, kiểu này được ấy. Mình sẽ lấy kiểu này. Nhìn khá đẹp các bạn ạ. À. Các bạn có thể chọn màu tóc nhá. Mình sẽ để màu đen thôi. Còn phần highlight tóc này. Các bạn có thể chọn màu nào đó. Mình thì sẽ để mặc định tất cả màu đen thôi. Nhìn cho nó đẹp. Nào. Xong thì ấn ESC nhá các bạn. Rồi chọn đến phần đó là mắt. Lông mày. Lông mày để rậm rậm chút nhá. Sau đó đến phần tai. Kiểu này nhá. Rồi đến phần lông mi. Đây nhá. Các bạn có thể điều chỉnh hai mắt, hai mắt khác nhau, hai mắt riêng biệt nhá. Ví dụ chúng ta đang chỉnh mắt trái chứ này. Mắt trái đối với chúng ta nhưng mà nhân vật là mắt phải nhá. Raipun. Chọn màu cái này. Xanh lá nhá. Đây là mắt phải của nhân vật này. Sau đó đến phần mắt trái. Thì bạn có thể thích mắt nào chọn mắt đó nhá. Ui, to về. Cái con người to đùng luôn. Cái này nhìn nó lại lệch lệch nhỉ. Mặc dù mắt to vãi trưởng trông rất là đẹp. Thôi lấy kiểu này đi nhá. Sau đó đều. Cái là cho màu khác nhau đi cho trông nó nổi bật. Nó khác biệt. Đây nha. Một bên xanh, một bên đỏ. Rồi, cái mũi nha. Mũi thì cái nào trông cũng tựa tựa nhau các bạn ạ. Giống như kiểu phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc ấy. Đây, chúng ta có thể chọn. Nhân vật nó cứ xoay 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 à. Mình sẽ cái má nó phình phình như bao nhiêu. Mặt tròn quay luôn. Vãi chửa gật. Ở đây đi. Đây là hình vẽ trên mặt à. Ui, trông kinh nhỉ. Này đi, để một bên mắt này đúng không? Cái này rất là hiệu chỉnh cơ. À do nó di rời cái vết xăm này. Hay cứ để giữa mắt nó đẹp nhất chứ. Đúng không nào? Vậy đi nha. Ui, quả này nhìn còn ngầu hơn nữa. Nhưng mà cái kiểu mặt như thế này ấy, nó phải đi với cả trang phục nó mới đẹp cơ các bạn ạ. À. Chứ đi không trông buồn cười á.
Cái gì đấy? Tô đậm hết mi mắt luôn á. Ui. Ui. Cái mấy kiểu trang điểm này nhìn dị nhỉ. À cái này trông được ấy. Các bạn có thể biến nó thành remap được. Remap cũng được. Vậy nha, mình sẽ lấy hai kiểu này. Sau đó đến phần voice. Voice là giọng nhân vật. Nó sao để thử nhỉ? Nút y bên phía console này là gì, bên bàn phím ta? À, nó nút o cho các bạn. Ui, giọng nữ vai trưởng vậy. Đây, giọng này nhá. Nghe nó vừa vừa. Là phím o nhá các bạn. Phím o cho bàn phím nhá. Sau đó thì yes. Để chọn tên. Mình sẽ đặt đó là G Riff 19. Fuck, lại thiếu một chữ y rồi. Ok. Sau đó thì yes để bắt đầu. Play online thì thử bắt nhỉ. Biết đâu bất ngờ. Nhưng mà đây là game crack cho nên chúng ta cũng không có nhiều cái gọi là hy vọng để chơi được phần online đâu các bạn. Rồi, chán chê một hồi thì không kết nối được nhé các bạn. Chúng ta chỉ có thể chơi được cái phần đó là offline mà thôi. Start lại nào. Play online các bạn ấn no nhá. Không kết nối được online đâu, chúng ta đang chơi crack mà. Đây. Đặc trưng của phần single player trong Jump Force là nói rất nhiều các bạn, nói rất dài, nói rất dài luôn. Mình không hiểu tại sao và không thể nào tua được. Trong game này sẽ xuất hiện tất cả các nhân vật nổi tiếng ở các cái bộ anime hay manga của Nhật Bản. Như là Luffy, Naruto, rồi là Son Goku các thứ, Black, Bleach, rồi là Hunter x Hunter, có nhiều lắm. Gần như là tất cả các cái nhân vật nổi tiếng trong truyện tranh và hoạt hình sẽ xuất hiện trong cái tựa game này. Và tổng số lượng nhân vật thì lên tới 40 mấy nhân vật ấy, mình không nhớ rõ lắm. Đây, phần đoạn này chúng ta có thể tua qua các bạn. Offline battle, online battle. Đây, lên đây, tìm trận đấu của các bạn. Sao lại quay khung nhỉ? What? Lấy xe máy chạy nữa à? Cười ếch nữa. Vai trưởng. Ê, cái này nhìn hay nha. À sao lại quay góc nhìn nhỉ? UOHCK bằng trừ cách control. Mình không biết nút các bạn ạ. À, ấn tab này. Close menu. System là X là K này vậy. Đúng rồi. À đây, cây quạt sẽ tình rồi các bạn ơi. Enter nào. QE control T I right click WASD ASD. Thử hết. Có được đâu nhỉ? Mình muốn quay góc nhìn làm nào ra? Có hiểu nhỉ? À đây rồi. Là 4, 8 và 6 bên phía núm lốc nha các bạn. Uầy, cái này chơi khó nhỉ? Đúng kiểu game giả lập của Nhật Bản. Chưa hỗ trợ chuột. Ăn á, mình sẽ cưỡi con khác á. Ây, nhầm rồi. Đi xe đạp nha. À, xe máy nhé. Mình có bật UI cây không nhỉ? Đâu vào đâu? Sao nó lại khó điều khiển đây này?
Được rồi, xuống xe nào. Quay trái. Online mission nhiệm vụ này. Đây rồi. Không nhiệm vụ à? Not any mission. Vậy thì chúng ta sẽ tới phần đó là offline battle nhá. Đây rồi. Chơi với như vậy là game này nó hỗ trợ chơi hai người trên một máy này các bạn. Chúng ta sẽ chiến với cả CPU nhá. Charter level 3 hiệp, 5 hiệp, 5 hiệp nhá. Time limit, low limit luôn. Đập khi nào chết thì thôi. CPU strength thì cho nó max power. Đó là 1 nhá. Như vậy là mình sẽ chọn cái chế độ đó là CPU khó nhất để chiến. Bây giờ được chọn nhân vật đấy các bạn ơi. Ôi Sasuke. Tiếp theo sẽ là ai đây? Sẽ là Kakashi. Và thứ ba sẽ là... chọn hết nhân vật bên phía Naruto á. Hay không ổn lắm nhỉ? Chọn thanh niên nào đó bên phía... ô, chọn Phong Ku. Còn CPU thì sẽ để... nhân vật của mình không chọn à? Được phát. Thôi thì bên này chọn một là Boruto, hai là Luffy, và ba là Naruto nhá. Mình chọn nhân vật một kiểu mà nó lại cho mình chơi nhân vật một kiểu à? Mình đâu có chọn Boy Hancock hay là Piccolo gì đâu nhỉ? Game này khó hiểu nha. Đây rồi. Game kiểu này thì nó có tốc độ nhân vật tốc độ rất là cao các bạn. Thiết kế nhân vật trông rất là chối khi mà mắt gần như không bao giờ chớp rồi. Ok, đi cơ do. Round 1. Ui. Xoài, dám ba cái thằng Luffy. Gặp anh đại Piccolo là mày sai rồi. Sao đổi nhân vật nhỉ? Nó không có Piccolo kìa. Làm sao để có thể đổi nhân vật nhỉ các bạn nhỉ? Không phải ta. Control chăng? 1 2 3 R T I O. Mình không biết là mình đang đánh hay là mình đang bị đánh nha các bạn ạ. Yup ai. Đây là đang bị đánh nha các bạn. Sao đổi nhân vật nhỉ? Khó hiểu ghê. Ui. Ui. Ghê chưa? Sợ anh chưa? Tốc độ nhìn rất là cao. Trông rất là chóng mặt các bạn ạ. Nhưng mà cái phần đồ họa tổng thể của nó nhìn hơi Shida. Mày né 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 này. Khoan đã. Change character. Handmark. Reggie. Ability. Uầy, tàn những cái nút. Switch. LT. LT. LT là cái gì ta? LT nút nào các bạn? Vãi trưởng. LT nút nào các bạn?
SC đã đấm rồi. Ai à, thôi thôi cho tao hỏng nút đã. Ca bớt láo nha mày. Ôi vánh bung áo mình rồi các bạn ạ. Láo liều với anh này. Tôi để mình ra xem LT lúc nào nhá. À vẫn phải đánh tiếp à? À mình chơi 5 hiệp cơ mà nhỉ. Ai à, ai ăn 3 hiệp thì mới thắng. Thôi để cứ đập nó ra bã đã. Ai à, ui trông hoành tráng đấy. Căng nha, đỡ này thì đỡ này thì Zoro này dính nữa nha em. Liên hoàn ba đá khá là thấm các bạn ạ. Ui cái gì ấy, cái gì ấy. Ây à, đánh nhau cái này hơi lâu các bạn ạ. Nó xài thì chiêu như mưa ấy, mà mình không có chiêu gì để xài à. À, mình ấn nhầm nút gì mà nó tự động nó đổi người đấy các bạn ơi. Ui, skill gì trong game vậy? Mày hả mày? Động vật chị bôi à? Ô, cái chiêu nhìn hoành tráng mà mình chả hiểu tại sao mình lại tung được cái chiêu ra các bạn ạ. Tao là vãi trưởng. Ai 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 ai. À nhưng mà của mình đã ra này. Xuôi, mày động phải nhân vật chính nhưng mày thua rồi. Không có cơ hội nào cho mày hết cả Rozo. Ai. Đau nha. Ôi á, nó nhảy ra thôi mà mình cũng ngã sắp mà lín rồi á. Ồ, sẽ chơi nha. Mày hả bởi. Ây à, cái gì đây? Sao phải phi thân tới nhỉ? Ui mùa múa kiểu đấy nhanh hơn chạy các bạn ạ. Ồ, phi đít rồi. Thắng rồi các bạn ơi. Và mình vẫn chưa biết nút nào để đổi nhân vật cả. Vãi trưởng. Level up kìa. Có lên level nhân vật nữa à? Hay nhỉ? Trên character nè. Chọn nhân vật khác. Ồ, nhìn cái bảng hệ thống control bên phải kia thì mỗi nhân vật đều có một cái chức năng và skill riêng các bạn ạ. Và phải kết hợp với các nút riêng biệt để có thể tạo ra skill. Ui thế thì phức tạp nhỉ. Ui làm chuyện quá đi. À cái gì rồi. No.
À, giờ mình chọn thì nó được rồi, lúc nãy chọn thì nó lại ra nhân vật khác các bạn ạ. Thế nào? Nghe bài như nó khó hiểu nhá. À và mình vẫn quên mất, chưa xem cái phần control xem nút đó, đổi người là nút gì? Nút LT. Các bạn nhớ nút LT nhá, nãy mình ở nút QE gì đó thì nó đổi được người. Gaara đây rồi, Kakashi đây rồi. Chắc chắn anh sẵn sàng cho mình đó rồi. Tới thôi em. Được chưa? Được chưa? À, ấn E nhé các bạn. Đúng rồi, ấn E là đổi người nhé các bạn. Kakashi cảm giác hơi chậm chậm. Ui, kì, kiêu ngon nha. Ây ui. Ô, oh, lỡ được hết kìa, hay nha. Ô, oh, thằng Kalik đánh khôn lắm các bạn ạ. À. Thế giờ như mình chưa chặn nó được phát nào vậy? À đây rồi, đây rồi, mày khôn đấy em. Nhưng mà để đánh có vẻ hơi loạn nhỉ, thôi lấy nhân vật của mình đi. Đấy rồi, múa cột nha em. Lôi Gaara ra làm phát nhỉ. Gaara rồi, ra lát hit nào. Q gì bà báo. Tung ra nhìn cho nó hoành tráng à. Ây ô, ây ô. Ui, nhìn chóng mặt quá các bạn ơi. May hả bởi Goku, ai à, đau nha, đau nha, đau nha. Ồ, oh, kêu nhìn hoành tráng đó các bạn ạ. Vào đây, vào đây, vào đây cho ăn tát. Chết luôn, submarine. Khá là dễ dàng các bạn ạ, nhưng mà mình vẫn chưa quen lắm với cả những cái combo của thanh niên Gaara này. Thôi đổi nhân vật tiếp nào. Để đến lượt Kakashi ra đây. Nhìn lực nha. Combo nào nhìn hoành tráng không? Kakashi ở chùm cuối à. Phải mạnh nhé. Múa nhìn đã nha. Cứ kiểu mấy thanh niên nhảy hip hop đường phố vậy. Chất lượng nha. Này thì Piccolo, Piccolo này. Oh. Một hit nữa là xong các bạn ơi. Goku ra tát phát chết. Vai trưởng. Như vậy là cả ba nhân vật đều dùng một thanh máu các bạn ạ. À. Chứ không phải như những tựa game đối kháng khác, ba nhân vật có ba thanh máu riêng. Mày thì Kalik nhỉ. Kalik phải để nhân vật này đối phó. Thế này nó mới mạnh. Sợ cho em. Đánh cho không tỉnh được luôn. Ai gù. Tốc độ cao lắm các bạn ạ. Đánh cảm giác rất là hành động. Đúng tính chất những cuộc chiến bên trong cái tựa game Naruto hoặc là bên phía Dragon Ball đúng không nào. Tốc độ đánh rất là cao. Oh.
ra cái được múa cột sớm không em? Này thì Goku này. Ai? Dâm ma cái thằng Kalik này. Khá là dễ, mặc dù mình đã chọn chế độ khó nhất các bạn ạ. Thế rồi, đó là một chút về gameplay của tựa game Jump Force. Một tựa game quy tụ có thể nói là tất cả các anh tài bên phía manga anime mà các bạn yêu thích cùng nhau tế tự về để cùng nhau YOLO. Mình đã hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đã được thành công và chơi game vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Bây giờ thì tạm biệt mọi người. Mitas.